Ca hường bà con ơi, ca hường bà con biết rồi bà con, nó rất tốt đúng không, rất tốt và tốt cho sức khỏe mình vô cùng. Nhưng mà có riêng một số người có bệnh thế này và số người này vui lòng đừng ăn ca hường để cho nó tốt, là nó tốt cho sức khỏe của mình bà con nha. Chứ ta ăn vào thì bệnh chúng ta lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi mà sức khỏe càng ngày càng xấu đi. Cho nên vui lòng đừng ăn là những người có bệnh phổi, trẻ em từ 2 tuổi trở xuống, người có bệnh hen, người có bệnh suyễn, độc tố bào hô hấp, đau đầu, tim mạch đã bị đột quỵ. Đó, là vui lòng đừng ăn ca hường để cho nó tốt cho sức khỏe của mình. Chứ ăn vào là không tốt gì cho sức khỏe và không tốt gì cho căn bệnh của mình cả khi ta ăn ca hường. Đó là những người có bệnh phổi, trẻ em 2 tuổi trở xuống, hen, suyễn, độc tế bào hô hấp, đau đầu, tim mạch và người đã bị đột quỵ, vui lòng đừng ăn cá hường. Ăn cá hường nó không tốt gì đâu nha bà con. Ngoài ra những người như trên mới nói thì còn cá hường nó tốt cho sức khỏe của bà bầu. Cá hường nó có protein, omega 3, vitamin D, B12, sắt, hệ thần kinh tốt, nó làm cho tiêu hóa tốt, đó, xương tốt, kẽm và silen chữa những chứng bệnh mất ngủ, tốt cho não bộ. Cá hường ăn bình thường, cá hường ăn bình thường giống như những loài cá khác tôi thường ăn hàng ngày, nhưng cách 2 ngày mới ăn một lần, cách 2 ngày mới ăn một lần. Bà con nha, ăn cá hường thì ăn bình thường, nhưng những loại cá khác, chứ không phải tốt là chúng ta ăn nhiều xà láng vô là không được đâu bà con nha. Nhưng mà cách 2 ngày mới ăn một lần nha bà con, ăn bình thường. Khi cách 2 ngày mới ăn một lần thì ăn bình thường như những loại cá khác. Chúc bà con ta vui, trẻ, khỏe, đẹp. Nào nào, xin chào.